dân thần có người làm thờ mai. Sáng tay cắt đầu của trường cắt kéo lập vai. Bác thì phụ hồ, bác thì đeo cầu vai. Đẳng cấp như là mai cầu, chứ đâu có thua gì ai. Đam mê tình nhạc đi. Và đó là buổi casting chương trình Nhảy Đi Ngại Chi của Lê Phạm Thế Vũ với tiết mục Handstand Dance, hay còn gọi là nhảy bằng tay. Và mọi người rất là ấn tượng, em Khả cũng rất là ấn tượng với cái tài năng này của Thế Vũ. Và hẹn gặp các bạn trên kênh HTV7 ở vòng loại sắp tới nhé. Bye bye.